thần đồng vật lý sở hữu 30 triệu follower khi đi tìm việc vẫn thất bại như thường. Dù tốt nghiệp bằng kép tại hai đại học top đầu thế giới và châu Á, Thanh Hoa Bắc Đại, Lý Vĩnh Lạc không kiếm nổi việc làm bởi kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp gần như bằng không. Vào tháng 4 năm 2017, thầy giáo vật lý cấp 3 Lý Vĩnh Lạc, quê ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc, bất ngờ nhìn thấy video dạy học của mình trên trang mạng Weibo chính thức của Nhân dân Nhật Báo. Anh không biết rằng chỉ chưa đầy 2 năm nữa, mình sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng về khoa học trên Internet với tổng hơn 30 triệu người hâm mộ và hơn 100 triệu lượt xem trên nền tảng chia sẻ video xì gửa. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau lại hoàn toàn đi ngược lại hình dung của nhiều người. Lý Vĩnh Lạc sinh năm 1983. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã thể hiện năng lực nổi trội về vật lý. Trong suốt thời đi học, anh giành được nhiều giải thưởng học sinh giỏi vật lý. Vào năm thứ 2 trung học, anh được tiến cử thẳng vào khoa vật lý của Đại học Bắc Kinh, Bắc Đại. Sau khi tốt nghiệp, anh nhập học thạc sĩ khoa điện tử kỹ thuật của Đại học Thanh Hoa. Tuy nhiên anh lại thất bại trong con đường tìm việc. Sau cuộc phỏng vấn đầu tiên, anh bị từ chối vì quá thẳng thắn. Cụ thể, khi ứng tuyển vào tập đoàn Sony, Vĩnh Lạc đã thẳng thừng trả lời không làm thêm giờ khi được hỏi bạn có yêu cầu gì với công việc không. Điều này xuất phát từ việc khi còn nhỏ, anh đã được gia đình che chắn khỏi trách nhiệm nên thiếu những kỹ năng cơ bản, chẳng hạn như cách thay pin điều khiển. Sau đó, cả Vĩnh Lạc và gia đình đã nhận thức được tầm quan trọng của việc trang bị những kỹ năng sống cần thiết. Vĩnh Lạc ngày nay không chỉ là một giáo viên mà còn là một người nổi tiếng trên mạng. Anh ấy thường quay một số video khoa học và lượng người hâm mộ trên toàn các mạng xã hội đã vượt mốc 30 triệu. Thank you.